Vâng, shop xin chào lại chào toàn thể các bác. Rất nhiều cái video mà shop đã làm về cái quần áo mật ong thì hôm nay shop ra đến dùng đây, thì shop sẽ làm thực tế một cái video thực tế để cho các bác xem. Đa phần khách mua quần áo ong là đàn ông, và các bác có hỏi một câu hỏi rất là đơn giản, mà câu hỏi nào và về cái số điện thoại nào gọi đến cũng hỏi như vậy, là cái bộ quần áo này có bắt an toàn hay không. Thì hôm nay em sẽ đi thực tế để cho các bác nhìn trực tiếp luôn, là phụ nữ như em còn có thể bán, có thể mặc quần áo này và bắt ong được, thì các bác yên tâm. Đấy là cái công việc chuyên kinh doanh và bán hàng, thì ông xã em là người quay, thì em sẽ mặc bộ quần áo này vào để trực tiếp đi bắt cho các bác xem là cái độ an toàn của quần áo nó như thế nào. Cái bộ này thì nó liền ủng liền găng tay rồi các bác nhé, nhưng mà cái phụ kiện đi cùng của nó là có thêm mũ, kính, khẩu trang. Thì hôm nay em lại không mang mũ, khẩu trang, kính, nhưng mà em đã thay thế vào một cái kính đi đường. Ví dụ như các bác có thể thay thế kính, nhưng không cần thiết phải mang cái kính của nó đi. Thì khẩu trang thì mình cũng có thể dùng cái khẩu trang bình thường thôi. Đấy, thì khi chúng ta mặc lên thì chúng ta bắt đầu mới đeo kính cho nó đỡ bị mờ. Đấy, cách thức mặc thì rất là đơn giản. Các bác có thể không cần phải luồn tay trước, mà chúng ta kéo khóa đi. Tất cả tổ xuống. Tổ ong bò vẽ này cũng khá là nhiều nhộng đấy, mấy tầng. Rất là to các bác nhé. Đấy, với cái bộ quần áo bắt ong như này thì cực kỳ an toàn, cho nên là các bác yên tâm khi mà mua bộ đồ quần áo bắt ong bên shop nhé. Hàng này là hàng cao cấp, có đầy đủ hết, liền ủng liền găng tay. Các bác có thể nhìn kỹ này. Được, cũng khá là mấy đấy, tầng bên trên mỏng lắm. Rồi chúng ta bắt ong ra đi thôi. Như các bác biết đấy, đây là đã em đã bắt xong tổ ong. Đây là những cái tầng nhộng tổ ong này. Đấy, quần áo thì cực kỳ là an toàn. Bác nào mà có nhu cầu về bắt ong bò vẽ mà muốn sở hữu một cái bộ quần áo an toàn như này thì hãy liên hệ cho shop. Shop sẽ gửi hàng đi toàn quốc cho các bác, nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi trả tiền đúng với cái mẫu quần áo bắt ong như này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ thoáng. Đấy. Rồi bây giờ và sẽ hẹn gặp lại các bác những cái video bắt ong lần sau. Em sẽ đi làm trực tiếp nhiều hơn như này nữa. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại.